Sau gần 2 tuần chìm trong biển nước, đây là những gì còn sót lại tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Những ngôi nhà tốc mái, những đồ đạc bị... Chào mừng bạn đến với ứng dụng Bardo VN, báo đọc bằng giọng nói hàng đầu Việt Nam. Bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí trên Google Play cho Android hoặc trên chợ ứng dụng cho iPhone. Link tải được đính kèm trong phần mô tả cuối mỗi video. Bardo VN luôn cập nhật tin tức 24 giờ nhanh nhất với đủ các đầu mục nóng hổi, thời sự, kinh doanh, pháp luật, sức khỏe, góc nhìn cuộc sống, tâm sự và đặc biệt, bạn có thể trao đổi hoặc tương tác với các thính giả khác. Giao diện ứng dụng được thiết kế thân thiện, trực quan, giọng đọc dễ nghe, truyền cảm chắc chắn sẽ làm quý thính giả hài lòng. Chuyên mục sức khỏe, cẩm nang các bí quyết sống khỏe, chăm sóc phòng tránh bệnh cho gia đình mỗi ngày, tin mới nhất, nơi tổng hợp các tin xã hội, đời sống giải trí hot nhất 24 giờ. Chuyên mục tâm sự, chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, đặc biệt là các vấn đề liên quan chuyện thầm kín, tình yêu, hôn nhân gia đình. Hãy tải Bardo VN này, link tải được đính kèm trong phần mô tả mỗi video. Chúc các bạn một ngày tốt lành, xin cảm ơn. Bị hỏng hóc và nhuộm màu bùn đất. Sau khi nước rút, ngôi nhà của ông Sáu chẳng còn lại gì. Đến bàn thờ tổ tiên giờ cũng vỡ nát. Trắng tay chỉ sau vài ngày, mọi hy vọng đều đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Cả gia đình nhà ông giờ chỉ biết trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền và người dân cả nước. Thế sạch cho không còn một thứ gì ngoài ra nữa. Vâng, nó sập mà nó sống quá lớn. Vâng. Cho nên giờ hiện tại là nhà tôi là cũng còn gì nói, cái giếng nó mới giếng cát nó vẫn cứ vỡ mà. Mà giờ nói thật, trắng tay. Gia đình mong muốn nhất cho ba con ở đây á, giờ có miếng cơm ăn. Vâng. Mắm muối. Vâng. Gì thì gì nhưng phải có hạt giống để cho ba con làm giống lúa nữa. À, giống nhà tôi giờ coi như không còn cái gì nữa đó. Vâng. Ba con đấy cũng hết nhặt đâu. Nước rút, người dân miền Trung lại cặm cụi thu nhặt những đồ đạc còn sót lại, dọn dẹp đường xá trong tâm trạng lo lắng về cơn bão kế tiếp sắp đổ bộ. Không biết đến bao giờ những cơn bão mới kết thúc để người dân có thể ổn định cuộc sống và bắt đầu những vụ mùa mới.